Ngạo mạn là nguyên nhân căn bản của ngu muội và thất bại. Kẻ ngạo mạn khi hành sự luôn lấy bản thân làm trung tâm, tự cho mình tài giỏi hơn người, khiến tâm linh bị phong bế, tư tưởng bị mê hoặc. Đối với bất kỳ ai, một khi ngọn lửa của tâm ngạo mạn được nhen nhóm, nó sẽ không chỉ làm hại người khác mà còn khiến chính bản thân họ bị hủy hoại. Hôm nay, Tinh Hoa kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện vô cùng ý nghĩa kể về Vương tử Đề Bà Đạt Đa. Chuyện cổ Phật gia, chỉ vì ngạo mạn, công quả 12 năm khổ tu đều đổ sông biển. Chuyện kể rằng, Vương tử Đề Bà Đạt Đa, người em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có tính ngạo mạn. Trong suốt 12 năm, ông đã khổ tu dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca và có biểu hiện rất tốt. Nhưng ông lại không bỏ được tâm ngạo mạn của mình, từ đó mà phạm phải những tội lỗi vô cùng to lớn. Tương truyền rằng, vì những biểu hiện tốt trong tu luyện, Đề Bà Đạt Đa được rất nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí là tôn sùng một cách mù quáng. Trong đó, Vương tử A Đồ Thế của nước Ma Kiệt Đà, một cư sĩ tại gia rất nổi tiếng, đã ca ngợi Đề Bà Đạt Đa cuồng nhiệt. Ông khen ngợi Đề Bà Đạt Đa so với Đức Phật, đức của Ngài còn lớn hơn nhiều. Đồng thời mỗi ngày cấp dưỡng cho Đề Bà Đạt Đa và những người theo ông 500 nồi thức ăn ngon. Vào thời cổ đại, ai mà được vương tử tôn sùng như vậy thì với tư cách là các cư sĩ và công dân bình thường, họ cũng sẽ buộc phải ca ngợi Đề Bà Đạt Đa một cách mù quáng. Đề Bà Đạt Đa đối với sự tôn sùng mù quáng này lại rất cao hứng mà chấp nhận. Cứ như vậy, chấp trước vào danh lợi thế gian đã từ từ ăn mòn tâm trí, khiến Đề Bà Đạt Đa ngày càng trở nên cao ngạo, tự coi mình là cao siêu. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ chối dạy cho Đề Bà Đạt Đa thần thông, ông đã rời đi một thời gian ngắn và học được một vài tiểu thuật từ một số người khác. Lúc này, ông coi bản thân còn cao hơn cả Như Lai. Ông quay trở về dụ dỗ những người đi theo Đức Phật ly khai, thậm chí còn giết chết Liên Hoa Sắc, một nữ đệ tử của Đức Phật. Vì ngạo mạn coi trời bằng vuông, Đề Bà Đạt Đa bắt đầu tật đố với Đức Phật Thích Ca. Ông thay đổi ngày càng trở nên xấu hơn, thậm chí còn mấy lần cử sát thủ đến hại Đức Phật. Nhưng những sát thủ này sau đó đều bị Đức Phật cảm hóa. Không dừng lại ở đó, Đề Bà Đạt Đa lại chuốc say một con voi rồi thả ra với hy vọng con vật khổng lồ này sẽ dẫm Phật Thích Ca đến chết. Không ngờ con voi khi say xông đến chỗ Đức Phật lại bất ngờ quỳ gối xuống lấy vòi chạm vào chân Ngài. Đề Bà Đạt Đa sau đó tiếp tục đẩy một tảng đá khổng lồ xuống một vách đá nơi Đức Phật Thích Ca đang ngồi, khiến chân của Phật Thích Ca Mâu Ni bị tảng đá đập vào, chảy rất nhiều máu. Lần cuối cùng Đề Bà Đạt Đa ám hại Đức Phật là khi ông bôi thuốc độc vào móng tay, định cào vào người Phật Thích Ca. Vì những tội lỗi đã gây ra, Đề Bà Đạt Đa không những không đắc thánh quả mà còn bị đọa vào địa ngục. Phật gia có giảng về ba chướng ngại to lớn dẫn đến việc một người tu không thành, đó là ngạo mạn, đố kỵ và tham dục. Trong mắt không có thần Phật, không biết tôn kính, cuồng vọng tự đại chính là chướng ngại lớn nhất khiến con người không thể tu thành. Kitô giáo có nói về 7 mối tội đầu và ngạo mạn được xếp vào hàng đầu. Tổng lãnh thiên thần Lucifer vì ngạo mạn bất kính mà cuối cùng bị đọa xuống địa ngục, trở thành quỷ Satan. Nhiều vị thánh và các giáo đồ Kitô giáo cũng cho rằng ngạo mạn chính là một loại tội ác cơ bản dẫn đến những loại tội ác khác. Nếu một người tu luyện trở nên kiêu ngạo thì sẽ rất khó giữ được mình theo tiêu chuẩn hay giới luật của tín ngưỡng, cuối cùng sẽ hành ác và nhận lấy ác quả.